Chào mừng các bạn đến với kênh của Action DN nha. Nãy giờ mình định lại tiếp tục đi qua cái hồ Cần Nơm rồi. Bây giờ mình lang thang qua hồ Dầu Tiếng để chơi các bạn ơi. Rồi chúc các bạn, chúc mọi người một ngày nghỉ vui vẻ nha. Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Nhiều trông gai, nhiều lo lắng, nhiều khi cô đơn trong lòng buồn lắm. Người xung quanh ta đôi khi thấy đơn độc. Nhiều gian nan, nhiều khốn khó, nhiều khi mây đen bao buồn mưa gió, nhiều khi mơ ước trở như quá xa xôi. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chặng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô vàn, chẳng được bước đi còn đơn độc, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình.